Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thư Vệ Tĩnh. Video này tôi sẽ dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái rút xưởng của con máy Marcel LT52. Trước khi thực hiện thì ta phải giao lưu tin nhắn, danh bạ, ảnh, video, v.v. Những thứ các bạn cần để vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ đám mây hoặc chép vào máy tính. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ về trạng thái rút xưởng nhé. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống, chọn dòng giao lưu và đặt lại. Ta chọn dòng cuối cùng, đặt về dữ liệu gốc. Đây, ta sẽ phải nhớ cái tài khoản này, khi vì xong thì nó sẽ đòi cái mật khẩu nhé. Đây, xóa mọi thứ. Bây giờ các bạn đợi khoảng. Hãy nói theo cách của bạn. Đợi khoảng mấy phút, máy lên. Sau khi các bạn đợi khoảng 2-3 phút thì máy sẽ hiển thị chào mừng. Ta sẽ cái này ta ấn đồng ý. Ấn bắt đầu. Ta sẽ ấn thiết lập như mới này. Cái này thì ta có thể không sử dụng thiết lập bất kỳ mạng nào, ta có thể bỏ qua. Ấn tiếp tục. Nếu các bạn mà không có chữ bỏ qua thì ta sẽ phải xác minh tài khoản Google, các bạn xem cái video hướng dẫn bên dưới nhé. Cái này ta cứ ấn tiếp theo để mặc định đi, tên không cần thêm. Mật khẩu thì ta ấn để sau, vẫn bỏ qua. Thiết lập sau. Ok, vừa rồi mình vừa dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Marcel LT52. Đây. LT52 Marcel nha. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.